thiên nhiên đã ban phát cho vùng Tây Bắc những dãy núi cao hùng vĩ, những cánh rừng xanh mát trải dài, những dòng sông, con suối, ngày đêm róc rách, rì rầm tuôn chảy. Từ những sự kiến tạo, vận động qua hàng triệu năm, trong các dãy núi đã hình thành nên những hang động kỳ thú mà ít nơi nào có được. Một trong những hang động đó là Khu Sam Cát, nổi lên như một thắng cảnh bậc nhất của vùng Tây Bắc. Đây là một quần thể gồm nhiều hang động nằm trên hệ thống núi Khu Sam Cát, có độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét so với mực nước biển. Khu Sam Cát cách thị xã Lai Châu khoảng 7 km về phía Tây Bắc, nằm bên tỉnh lộ 129, nối thị xã Lai Châu với huyện Sìn Hồ. Hang Thiên Môn, điểm dừng chân đầu tiên trong hệ thống các hang động của dãy Pu Sam Cáp, lẩn khuất trong cái rậm rạp của cây rừng bên vách đá. Thiên Môn hiện ra với vòm cửa lớn, trong sâu nút. Đi sâu vào trong hang sẽ dễ dàng cảm nhận được hơi lạnh từ đá tỏa ra. Trong khoảng tối huyền bí ấy, sự hứng thú càng tăng lên với bức tranh muôn hình vạn trạng của thiên nhiên. Những giọt nước từ vòm hang rơi xuống, tí tách như một bản giao hưởng thính phòng êm ái. Lắng lòng mình lại để tận hưởng những ưu đãi của tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất nơi này. Theo các nhà nghiên cứu, hang động được hình thành từ quá trình karster. Đây là hiện tượng phong hóa đặc trưng ở đá vôi do nước chảy làm xói mòn. Sự xói mòn này không phải do cơ chế cơ học mà do khí carbonic trong không khí hòa tan với nước tạo thành axit carbonic. Axit này chính là tác nhân ăn mòn đá vôi. Kết quả của quá trình karster trong tự nhiên là những hang động tuyệt đẹp với nhũ đá và măng đá. Nhũ tượng hình Linga vừa phồn thực vừa tâm linh âm dương mờ ảo. Phải chăng xưa kia trên núi rừng thượng nguồn sông Đà Lai Châu cũng từng có voi như trong hang động này hiển hiện tượng ông voi đá, hay những cây nấm khổng lồ ẩn chứa bên trong những điều kỳ thú mà khiến người lữ hành này mải miết đi tìm? Điều kiện không có ánh sáng và ẩm thấp của hang động là môi trường thuận lợi cho đàn dơi trú ngụ. Cho mình lơ lửng trên trần hang, chắc hẳn những chú dơi này không sẵn lòng đón tiếp những vị khách không mời mà đến như chúng tôi. Qua mỗi vòm đá, mỗi nấc hang lại mở ra sự ngỡ ngàng mới lạ, đẹp đến kỳ ảo. Pu Sam Cáp là theo cách gọi của bà con dân tộc Thái. Sam có nghĩa là ba, nên nơi đây còn được gọi là núi Ba Hòn.
địa danh này đang ngày càng được nhiều người biết đến, không chỉ bởi sự hùng vĩ, hoành tráng, mà còn bởi dấu tích gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất phong thổ Tam Đường, gắn với quá trình định cư của người Thái, những cuộc thiên di của người Mông và những sự tích huyền thoại về quá trình khai thiên lập địa. Pù Sâm Cáp cũng gắn liền với một câu chuyện tình buồn. Người Thái kể rằng, từ ngàn xưa, vì bị gia đình ngăn cấm, nên một chàng trai nghèo và một người thiếu nữ xinh đẹp đã bỏ trốn đến vùng hang động này. Cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ không được bao lâu thì chàng trai bị kẻ xấu hãm hại. Người vợ cùng đứa con vì quá nhớ thương chồng đã hóa thành vô vàn những thạch nhũ trong hang động mà họ sinh sống. Tên gọi Pù Sâm Cáp bắt đầu từ đó. Khi đến trung tâm động Thiên Môn, du khách sẽ ngỡ ngàng bởi vòm hang cao rộng, nền động như mặt hồ gợn sóng với hàng nghìn viên bi nhũ kết tinh qua hàng triệu năm vận động của những dòng nước chất lọc từ đá. Viên đứng, viên nằm hoặc chồng lên nhau tạo nên vô số các hình hài vừa quen vừa lạ, làm phong phú trí tưởng tượng của du khách. Các cột thạch nhũ mọc lên trên nền hang động chập trùng thấp cao. Để có những hình ảnh này trong điều kiện hoàn toàn thiếu sáng là một thách thức không hề đơn giản với chúng tôi, những người cầm máy. Rời động Thiên Môn là hành trình du khách được đắm mình vào không gian của núi rừng Lai Châu. Môi trường sinh thái nơi đây có những nét bí ẩn độc đáo riêng có. Trong bạt ngàn của rừng ẩn chứa cái dáng uy nghi của núi, có nhiều vô kể muôn vàn hoa lá phô diễn muôn sắc màu, hợp thành bức tranh thiên nhiên vô cùng hấp dẫn. Tâm hồn thăng hoa thanh thản mà cảm nhận vẻ đẹp tinh khiết đến thánh thiện của núi rừng, của cây xanh, của hoa lá giữa thượng nguồn nguyên sinh. Sau khoảng nửa tiếng luồn rừng, đắm mình vào cỏ cây hoa lá, ta bắt gặp cửa động Thiên Đường. Cùng với Thiên Môn, đây là động thứ hai trong tổng số 14 hang động của dãy Pù Sâm Cáp đã được khai thác. Đường xuống động mang đến cho du khách cảm giác mạnh bằng một sợi dây leo men theo sườn vách đá. Một không gian tĩnh mịch,
thâm nghiêm bao trùm, cảm giác lắng đọng theo mỗi bước đi. Với những đường nét nguyên sơ, tự nhiên đầy hấp dẫn, thiên đường thu vào tầm mắt du khách như một bức tranh sơn thủy. Giây phút bắt đầu vào động thiên đường, thời gian như quay ngược về miền xa lắm. Hình ảnh có thật hiện ra trước mắt, mà ngỡ như đang đi trong mơ, trong nỗi mê hồn của chốn Bồng Lai. Các cô gái Thái Lai Châu cũng như thăng hoa hóa thân thành các nàng tiên trong động thiên đường. Thiên đường như một cuộc sống thu nhỏ được tạo hóa ban cho con người. Trí tưởng tượng của du khách sẽ được tha hồ bay bổng trước những nhũ đá được sắp đặt một cách tự nhiên, đầy huyền bí. Đường cong uốn lượn dưới chân xuống dần qua trí tưởng tượng như ruộng bậc thang. Càng đi sâu vào trong, du khách như bắt gặp một không gian đa sắc đa chiều. Những dàn nhũ đá rủ xuống như tái hiện một hình ảnh nào đó thân quen của cuộc sống, như dàn hoa, vườn rau, các con vật, kho thóc, kho vàng, kho bạc. Lộng lẫy vốn bề là những cột tháp nhũ trắng trong như những cột thủy tinh sừng sững quanh hồ nước. Tất cả đẹp lung linh như các thông điệp mỹ thuật được ra đời từ sự sáng tạo của Thượng Đế, thể hiện qua các bàn tay khéo léo tài hoa của hàng trăm nhà điêu khắc người trời trên xứ thần tiên. Và còn bao hình thù kỳ bí khác đã đưa du khách lạc vào thế giới của sự tưởng tượng vô vàn phong phú. Quần thể thắng cảnh Pu Sam Kap là một sản phẩm kỳ vĩ của tạo hóa, với cảnh sắc vừa thơ mộng quyến rũ, vừa kỳ bí huyền ảo, nhưng cũng không kém phần tráng lệ nguy nga.
miền đất hùng tráng, điệp trùng núi rừng địa đầu Tây Bắc đất nước này cũng ẩn chứa biết bao câu chuyện cổ tích và huyền thoại, làm say đắm lòng người cùng những phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa của 20 dân tộc anh em.